Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Đứa Con Rừng Xanh. Hôm nay thì chúng tôi đi lên rừng để đi kiếm cây lục rừng. Các bạn cùng đi với chúng tôi nào. Đây là cái lan rừng đây các bạn. Lan rừng đây. Đi lên à? Cái này nhà mình qua đây rồi. Đây. Lên đây là lên trại nữa đây. Đẹp này. Cái đẹp nhỉ? Ừ. Đẹp. Có không bao được đào luôn. Đào. Cúp cái đồng được. Có nữa đâu. Anh em đã đào được một số cây lục rừng đấy rồi. Và tiếp tục đi tiếp. Đây là đi cứu quan nước này. Mẹ, phạt rồng đi, phạt được cho được mù. Phạt ra cho rồng cơ. Đây bọn mình đã tìm được một cây lục rừng rất to. Và có thể là bọn mình không đưa được cây này về đâu, vì nó to quá rồi. Mà sức thì có hạn. Đến nơi đây đã liệt thư rồi. Đây rất chi là bự lắm các bạn. Với những cây như thế này thì bọn mình chỉ hái lá và về để đem về thôi, chứ không thể là đem cả cây về được. Mà tác dụng của lục rừng này là chữa cái giải rượu này, rồi là giải nhiệt, và đặc biệt là nó nấu canh thì đặc biệt là rất ngon luôn. Nấu canh ăn với cà muối thì hết tê rồi. Rồi khỏi cây này, chúng tôi bắt đầu đi tìm những cây khác, tiếp tục hành trình thôi nào các bạn. Em đi thôi. Đây vào đây thì chỉ có tiếng chim hót thôi các bạn. Và rừng đây rất chi hiểm trở. Và có rất nhiều chú muỗi rất chi là hiếu khách. Đấy, nhìn hoang sơ. Nhìn hoang sơ lắm. Đây, ở đây có một cái mạch nước chảy lý gì đấy các bạn này. Nước này chắc uống được đây. Mình cũng khát rồi. Chắc phải làm một ngụm để đi nào. Uống một ngụm nước các bạn xem. Nước đây là chắc chắn là sạch rồi.
Đây, nước tinh khiết luôn. Mời một ngụm xem nào. Nước ngọt. Đấy. Thôi đi tiếp nào. Mình phải bái phục những cái cây ở đây, nó sống ở trên len, không còn một xíu đất ấy, mà nó vẫn sống được hiên ngang thế này. Về cái mùa nám nặng thì ở đây như một hòn than luôn. Đây mà không phải một cây mà rất chi nhiều cây nha các bạn. Đây nó sống treo leo ở trên tầng len vậy đấy, rất nhiều cây.